một nắm lá mơ lông, trị bệnh đau dạ dày, nhức xương khớp và ba bệnh khác. Chắc hẳn bạn chẳng lạ lẫm gì với lá mơ lông, một loại rau gia vị ăn kèm với rất nhiều món ăn ngon và phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, dùng lá mơ lông để chữa bệnh thì không phải ai cũng biết. Nếu mắc năm bệnh sau đây, khoan vội hãy dùng đến thuốc, mà trước tiên hãy nghĩ đến lá mơ lông nhé. Lá mơ lông rất dễ phân biệt với những loại rau khác. Lá có hai mặt, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu tím, có lông nhỏ ở trên các gân lá. Khi vỏ nhẹ, lá có mùi hăng, hơi hôi, ăn có vị hơi đắng. Lá mơ lông còn có các tên khác như lá tam thể, lá thúi địch. Lá mơ lông là cây thân leo, trồng rất dễ và nhanh phát triển. Là loại cây thường có ở vườn nhà và cũng bán rất nhiều ở những hàng rau ngoài chợ. Lá mơ lông thường được dùng để ăn kèm với các món ăn nhiều đạm như thịt chó, gỏi cá, v.v. Tuy nhiên, công dụng của lá mơ lông vượt xa phạm vi ẩm thực, bởi vì nó không chỉ dùng để làm gia vị hoặc chế biến các món ăn ngon, mà nó còn là vị thuốc dân gian rất hữu ích có sẵn trong vườn nhà, có công dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Theo y học cổ truyền Việt Nam, lá mơ lông vị chua, tính bình, có công năng trừ phong hoạt huyết, chỉ thống giải độc, tiêu thực đạo trệ, trừ thấp tiêu thủng, thường được dùng để chữa các chứng phong thấp, đau khớp, phúc thống, đau bụng, ly tật, kiết lỵ, phù thủng, thực tích, đầy bụng, chậm tiêu, cam tích, trẻ em suy dinh dưỡng, cam tỳ thủng đại, gan, lách to, trúng độc, thoát giang, sa trực tràng, bối ung, mụn nhọt mọc ở lưng, bạch đới, khí hư, thương tổn do trật đả, v.v. Theo nghiên cứu của Tây y, chiết xuất của lá mơ, dây mơ có khả năng chống viêm, làm giảm các tác động tiêu cực của thuốc tân dược, điều trị tiêu chảy, chống co thắt, chống run sán, làm giảm cơn ho và các thành phần chống oxy hóa. Các bài thuốc từ lá mơ lông. Mời quý bạn cùng tham khảo các bài thuốc quý dùng để trị bệnh từ lá mơ lông sau đây. 1. Lá mơ lông chữa đau dạ dày. Theo thạc sĩ Nguyễn Hồng Thạch, Hội Đông y thành phố Hà Nội, thì lá mơ lông có thể chữa được đau dạ dày. Điều này không phải ai cũng biết. Lá mơ lông còn được coi như một loại kháng sinh thực vật hoàn toàn lành tính, có tác dụng tiêu diệt những ký sinh trùng gây hại trong đường ruột. Bài thuốc chữa đau dạ dày như sau. Lấy khoảng 20-30g lá mơ, rửa sạch, giã nát, rồi vắt lấy nước ép uống một lần trong ngày. Tùy vào tình trạng bệnh mà hiệu quả sẽ nhanh hay chậm. Với các trường hợp nhẹ thì thường sau vài ngày thực hiện sẽ cảm thấy các triệu chứng đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình uống thuốc, người bệnh cần tuyệt đối kiêng ăn đồ cay nóng, sử dụng chất kích thích, hạn chế thức đêm và ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Thứ hai, lá mơ lông trị bệnh đau phong thấp, đau nhức xương khớp. Với người cao tuổi thường hay mắc phong thấp, xương khớp đau, nhức, mỏi khi thời tiết thay đổi thì có thể dùng lá mơ lông làm thuốc với 3 cách sau để giảm đau rất tốt. Cách 1. Lá mơ lông sắc lấy nước uống, có thể lấy cả thân lá cây đều được. Cách 2. Xả dập lá mơ lông rồi cho vào tách, đổ nước sôi hạng như trà. Sau đó, rót nước ra một cái cốc và cho thêm rượu vào để uống. Rượu có tác dụng dẫn thuốc chạy khắp cơ thể, giúp giảm đau nhanh hơn. Thứ 3. Lấy cả phần thân và lá mơ lông đem phơi khô rồi băm nhỏ. Sau đó, dùng 1kg lá mơ lông khô ngâm với 2 lít rượu, ngâm trong vòng 10 ngày là uống được. Rượu này có thể trong uống, ngoài xoa. Mỗi ngày uống 1 đến 2 ly nhỏ và đem xoa bóp ở vùng xương khớp bị đau nhất. Thứ 3. Lá mơ lông chữa chứng đau kiết lỵ. Kiết lỵ là tình trạng nhiễm trùng ở ruột già do khuẩn amip hoặc do vi khuẩn Shigella. Hầu hết nhiễm trùng ở dạng mang mầm bệnh không triệu chứng. Một số biểu hiện ở dạng tiêu chảy nhẹ kéo dài hoặc trầm trọng hơn là lỵ tối cấp. Triệu chứng: người bệnh có thể sốt nhẹ nhưng chủ yếu là đau quặn bụng, móc rặn. Phân ban đầu còn lỏng, sau toàn nhầy và máu, ngày đi 5 đến 10 lần, người mệt mỏi, khó chịu, chướng bụng. Bài thuốc lá mơ lông trị kiết lỵ: lá mơ lông 100g rửa sạch, thái chỉ, trộn với một cái lông đỏ trứng gà, sau đó gói vào một tấm lá chuối rồi đem nướng chín trên than. Nếu không có sẵn lá chuối thì bạn chỉ cần áp chảo cho chín, không cần cho thêm dầu mỡ và gia vị, cho đến khi món trứng lá mơ này chín là được. Ăn ngày 2 lần, liên tục trong 3 đến 5 ngày đến khi khỏi bệnh. Trường hợp bị kiết lỵ mới phát do đại tràng tích nhiệt thì lấy một nắm lá mơ và một nắm lá phèn đen, cả hai rửa sạch, nhúng qua nước sôi, vẩy khô, giã nát, vắt lấy nước cốt uống, ngày uống 2-3 lần. Ngoài ra, có thể dùng lá mơ lông để điều trị chứng tiêu chảy ra máu với bài thuốc như sau. 6g mơ tam thể, 6g rau sam, 6g cái cứt lợn, 4g xuyên tâm liên, 16g đọt cà ăn quả. Cho tất cả các vị thuốc trên vào nồi với 3 lát nước, xắc lấy một bát, uống lúc nước còn nóng, ngày uống 2 lần. Thứ tư, mơ lông trị suy dinh dưỡng. Trẻ em hoặc người lớn bị suy dinh dưỡng thì áp dụng bài thuốc sau. 20g rễ mơ lông rửa sạch, cắt khúc nhỏ. Một cái dạ dày bao tử heo rửa sạch, khử mùi hôi. Đem rễ mơ lông và dạ dày heo hầm thật nhừ, cho thêm chút gia vị vừa ăn, không nên làm dụng ăn quá nhiều mà 2 tháng ăn một lần. Thứ năm, mơ lông trị ho gà. Nếu bạn đang tìm cho mình hoặc người thân trong gia đình một bài thuốc nam an toàn, hiệu quả trị ho gà thì thật là may mắn. Các triệu chứng của bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm nếu bạn áp dụng theo bài thuốc dưới đây. Cần chuẩn bị:
150g, mỗi vị gồm lá mơ lông, cam thảo dây, cỏ mần trầu, rễ chanh, bách hộ, cỏ nhọn nồi, rau má, mỗi vị thuốc 250g. Trần bì 100g kết hợp với 50g gừng và một ít đường kính. Rửa sạch toàn bộ nguyên liệu, cho vào nồi, đổ thêm 1 lít nước nấu sôi. Canh sao cho lượng nước bên trong còn 1 lít, chắt lấy nước, chia thành 3 lần uống trong ngày. Áp dụng trong vài ngày, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. Chúc các bạn thành công!